Mỗi vụ án là một câu đố, mỗi manh mối là một thử thách. Liệu sự thật có được phơi bày, phá án sẽ đưa bạn tìm thấy những điều không bao giờ lý giải được. Hey, cuối cùng cũng đàn xong rồi. Ủa, nhưng mà mình đàn xong rồi thì tự nhiên có cái tiếng gì vậy ta? Có phải nó phát ra từ dưới này không? Ở bên dưới là cái gì vậy? Một nhân vật nào đó đang nằm trước cửa nhà mình kia. Nhưng mà sao nhìn bạn đó có vẻ giống đang bị thương quá vậy? Không lẽ nào đã có chuyện gì đó xảy ra bên dưới sao? Mình phải đi xuống dưới mình kiểm tra mới được. Bạn ơi, bạn có sao không vậy? Hả? Âm thanh của bạn đó bắt đầu giảm dần, rồi nó nhỏ dần. Ôi, và bây giờ nó im luôn rồi kìa. Chả lẽ nào bạn ấy là một người nào đó có thể phát ra tiếng nhạc, và bây giờ bạn ấy đã bị một kẻ xấu xa nào làm hại ư? Các bạn fan có ai biết thông tin về bạn này hay là không? Các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết với. Nhưng mà theo mình thấy tình hình như thế này không ổn rồi. Mặc dù tôi và bạn chưa bao giờ gặp nhau, nhưng mà khi thấy bạn trong tình cảnh như thế này, tôi không thể nào nhắm mắt mà cho qua được. Bây giờ tôi sẽ cố gắng giúp cho bạn điều tra chuyện này. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu phá án tập thứ 61 thôi nào. Hey cha, bắt đầu truy tìm kẻ sát hại thôi nào. Trước tiên để đi tìm ra được thủ phạm, mình cần tìm một ít thông tin về bạn ấy mới được. Sao chả thấy có thông tin gì hết trơn vậy ta? À, thấy rồi nè. Punky Incredibox là những người bạn âm nhạc vui nhộn và thân thiện với con người vào buổi sáng. Ồ, thì ra là vậy đó hả? Thì ra bạn ấy cũng là một người rất là tốt bụng, nhưng mà bạn ấy đã bị hại rồi, cho nên bây giờ mình phải đi tìm ra hung thủ. Nếu không thôi bạn ấy sẽ có một cái chết thật là oan uổng đó các bạn. Được rồi, bây giờ bắt đầu đi tìm hung thủ thôi. Nhưng khi trời tối, Spunky Incredibox bọn chúng sẽ trở thành những con quái vật siêu đáng sợ, nên vì vậy đừng tin chúng. Nhưng mà từ nãy tới giờ mình quan sát ở hiện trường vụ án, mình chả có thấy chuyện gì bất ổn cả ngoài cái xác này thôi. Tại sao đôi mắt của bạn ấy lại chảy máu, nhưng mà mình quan sát ở đây mãi mà chả thấy có một hung khí nào nguy hiểm hết trơn đó. Nhưng mà điều kỳ lạ, các bạn hãy quan sát ở đằng kia kìa, tại sao lại có một cái hộp nhạc ở đằng đó vậy? Không biết là cái hộp nhạc này có liên quan gì tới vụ án không nữa. Các bạn ơi, mình phát hiện ra có một tờ giấy gì ở đây kìa. Để mình xem thử coi có manh mối gì không. Cái gì? Trong đây nó ghi là hãy bấm vào hộp nhạc 5 lần. Chẳng lẽ nào đây chính là manh mối đầu tiên giúp cho mình điều tra chuyện này sao các bạn? Được rồi, bây giờ mình sẽ lít vào thử hộp nhạc 5 lần để xem có chuyện gì xảy ra không nha. Được rồi, 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần. Ủa, sao chả có chuyện gì xảy ra hết trơn vậy? Không lẽ mình đã bị lừa sao trời? Ôi, cái gì vậy? Nó đẩy hùng mình vào đây rồi không? Ôi da, cái gì vậy trời? Sao tự nhiên nhức đầu quá vậy hả? Đây là chỗ quái nào vậy hả? Ủa, gõ gàng, hồi nãy mình đang đứng ở trong lại sinh tố, sao bây giờ mình đang đứng ở một cái thành phố nào mà nhìn sặc sỡ màu sắc quá vậy? Ủa, nhưng mà có cái tiếng gì nó đang kêu đúng không? Ủa, cái gì vậy? Cái này là cái gì đây hả? Nó đang phát ra những cái tiếng nhạc đó. Không lẽ đây chính là sinh vật của cái thành phố này sao? Và nó đang chào mình hả các bạn? Ủa, nhưng mà ngươi cho ta hỏi thành phố này. Ủa, anh đi đâu vậy? Đâu vậy? Để chờ ta với cái máy tính kia. Mày đi đâu vậy? Đứng lại cái máy tính kia. Ai chờ ta một xíu. Chờ ta một xíu thôi. Cái máy tính đáng ghét kia, mày chạy lẹ quá, sao tao đuổi kịp mày hả? Ôi, cái gì vậy? Cái gì? Đừng trước mặt mình quá trời vậy các bạn. Ôi trời đất ơi, bọn họ đang phát ra cái âm thanh gì vậy trời? Mình nghe mình chả hiểu gì hết trơn luôn các bạn à. Hello, xin chào bạn, tôi chính là Mr. Fun Computer đây. Chào mừng bạn đã đến với thành phố âm nhạc của chúng tôi và chúc bạn buổi sáng tốt lành. Cậu cứ thoải mái xem đây như là nhà của mình đi, vì tất cả mọi người ở đây đều rất là thân thiện và tốt bụng vào buổi sáng đó. Hello mọi người nha, tôi tên là Sầu Riêng TV và tôi đã bị đi lạc vào đây đó. Hả? Cậu đã đi lạc vào thế giới của chúng tôi bằng cách nào vậy? Nhìn cậu bạn này dễ thương quá à.
Ai, thật là chán ngắt, chả có gì thú vị cả. Thật là tốn thời gian của tôi quá đi, biết vậy tôi không ra đây đâu. Ôi ôi ôi, mấy bạn ấy chỉ đang hơi cọc một tí thôi à, chứ không có tình nói như vậy đâu. Phải rồi đó, thế giới của bọn tôi siêu dễ thương luôn, không có chuyện gì đâu. Công nhận những bạn ở đây đều có một cái tính cách rất là khác nhau luôn đó. Nhưng mà hình như mình đã quên một cái thứ gì rồi. Đó chính là tìm kẻ sát hại các bạn màu xanh lá kia mà. Nhưng mà khi mình tiến tới cái hộp nhạc đó thì cái hộp nhạc đó đã hút mình vào trong chỗ này. Và theo như những gì mình suy đoán nãy giờ thì cái bạn màu xanh lá đó chính là một trong những người dân ở trong cái thành phố âm nhạc này. Và dựa theo những thông tin từ nãy tới giờ mình suy luận ra thì có thể 100% thủ phạm đã sát hại bạn màu xanh lá cũng sẽ có mặt ở trong thành phố này. Và bây giờ hắn ta đang cố gắng dễ thương để có thể trốn tránh được mọi thứ, nhưng mà không thể qua bắt được mình đâu. Hắn ta đang đứng ở đằng kia kìa. Hắn ta chính là kẻ nãy giờ nó lén lút theo dõi và đứng quan sát mình. Hắn ta đã bỏ chạy rồi, bây giờ mình phải đuổi theo hắn ta mới được. Hắn ta là một tên màu trắng sao? Được rồi, hắn ta đang đi hướng kia. Đứng lại tên kia, nhà ngươi chính là kẻ đã sát hại bạn màu xanh đúng không? Đứng lại, ta sẽ bắt được nhà ngươi. Ủa, hắn ta biến mất đâu rồi? Nó đâu mất tiêu rồi? Rõ ràng hồi nãy mình thấy nó đâu đây mà. Cái gì trên kia vậy? Chính là nó. Cậu bạn à, cậu hãy mau chạy đi. Thành phố này không giống như những gì mà cậu nghĩ đâu. Nếu mà cậu ở đây hoài, cậu sẽ gặp nguy hiểm đó. Thôi, bây giờ tôi không nói nhiều nữa, tôi đi trước đây, tôi có việc bận rồi. Ôi, cái con màu trắng kia. Trời ơi, nó chạy mất tiêu luôn rồi. Nhưng mà đã có chuyện gì mà tại sao nó lại nói với mình những câu như vậy vậy ta? Từ nãy tới giờ cũng không tìm ra được cái con màu trắng đó luôn á. Nó đi đâu mất tiêu rồi không biết nữa. Bây giờ mình phải làm... Ủa, mày đã. Hình như cái đó chính là cái sừng của cái bạn màu đỏ thì phải. Bây giờ mình có thể gặp bạn màu đỏ và nhờ bạn màu đỏ đi tìm cái tên màu trắng lấy giùm mình cũng được mà đúng không các bạn? Được rồi, bây giờ mình sẽ nhờ bạn màu đỏ. Bạn màu đỏ ơi! Cái gì vậy trời? Cái gì xảy ra với bạn màu đỏ vậy? Trời ơi, trời ơi! Cái gì đây? Hình như nó không biết tụi mình sắp ăn thịt nó thì phải. Cái quái gì? Cái gì nữa vậy? Bạn này là cái bạn robot hồi sáng mà. Bây giờ là buổi tối rồi, tới giờ ăn của ta rồi. Giờ ăn gì chứ, không xong rồi, bây giờ mình đang bị bao vây, mình phải nhảy xuống sông mới được hay chưa? Ôi trời đất ơi, trời, bây giờ phải bơi lên bờ nhanh thôi. Ôi, cái gì vậy? Nó phá cái tiếng thấy ghê quá. Đừng phải bơi quá hướng này. Ôi, kìa, có màu cam và có màu xanh luôn, nó cũng biến thành như thế này rồi kìa. Giờ chết rồi. Bây giờ mới bơi hướng này nhanh lên. Trời đất ơi, cái thành phố này diễn ra chuyện gì vậy trời? Nhanh lên. Cái gì vậy? Ui, cái máy tính hồi sáng kìa. Cái gì? Chạy đi, chạy ngay đi. Sao nó đang báo hiệu cho mình biết hả? Ui, đáng sợ quá. Bây giờ mình không còn muốn ở đây nữa đâu. Mình muốn rời cả khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhanh lên, mình không muốn ở trong thành phố này một xíu nào nữa. Lại là mày đó, mày là con quái vật nào vậy? Biến đi. Ôi, tôi tìm cậu từ nãy tới giờ, cậu vẫn chưa rời cái khỏi thành phố này nữa hả? Là sao? Đây là thành phố gì vậy? Tại sao tất cả những sinh vật ở trong đây buổi sáng đều rất tốt bụng, nhưng mà bây giờ họ đều biến thành quái vật hết rồi? Đúng vậy, cho nên tôi mới kêu cậu rời cái khỏi đây nhanh lên đó. Tại vì chúng tôi đều là những nốt nhạc kinh dị. Cái gì nốt nhạc kinh dị sao? Vậy còn cái tên mà màu xanh lá cây nằm ở trước cửa nhà tôi bị sát hại, vậy thật sự ai đã sát hại hắn ta? Chả có ai sát hại đâu, hắn ta chỉ đang giả vờ dụ cậu đi vào thế giới này mà thôi. Và bây giờ cậu đã bị mắc lừa rồi, bây giờ trời cũng đã tối, chắc chắn cậu sẽ bị ăn thịt bởi thế giới này. Vậy là từ sáng tới giờ mình làm chuyện vô nghĩa sao? Và bây
bây giờ tính mạng của mình đang phải đối mặt với những con quái vật ở đằng kia kìa. Vậy bây giờ hãy mau giúp cho tôi đi, tôi muốn rời ra khỏi đây. Bây giờ chỉ tôi đi màu trắng. Bây giờ hãy chạy ra tới cuối đường đi. Ở cuối đường sẽ có một cái hộp nhạc cho cậu dịch chuyển về đó. Nhớ bấm vào đó 5 lần để có thể thoát ra nha. Chết rồi, mau chạy lẹ đi. Sầu riêng, cơ thể của tôi cũng sắp bị hóa với hình quái vật rồi. Cái gì vậy màu trắng ơi, nhà ngươi hóa hình hình dạng gì rồi? Đáng sợ quá, sao mình phải bỏ chạy mới được? Rồi mau rời cái cõi đây nhanh thôi. Phải nhanh lên, mình phải tìm ra được cái hộp nhạc. Cái hộp nhạc đâu mất tiêu rồi, trời đất ơi. Đây có phải là cái hộp nhạc nó không vậy? Mình chỉ cần lít vào đây 5 lần là mình có thể trở về nhà được rồi. 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần và 5 lần nè. Ủa, nhưng mà sao mình chả thấy có chuyện gì xảy ra hết trơn vậy? Ôi chết rồi, bây giờ mình đang mắc kẹt giữa hai bên luôn rồi. Bọn chúng đang kéo tới bên tay phải, rồi bọn chúng cũng kéo tới bên tay trái. Chết rồi, bây giờ càng lúc càng đông, mình đang ở trong tình trạng bị kẹp chính giữa rồi. Ôi không, bây giờ mình phải làm gì đây? Cái gì vậy? Mình đã quay trở về rồi, vui quá đi à. Cái xác, ủa đâu mất tiêu rồi hả? Cái xác ở đây nó biến mất rồi. Ủa, khoan đã, trời hình như đã tối rồi sao? Chết rồi các bạn ơi. Đừng nói là cái con màu xanh lá ở đây nó cũng đã biến hóa rồi nha. Bây giờ mình phải kiểm tra thông tin của bọn chúng lại một lần nữa mới được hả? Vậy là do hồi sáng mình đọc không kỹ về thông tin của bọn chúng hả? Những gương mặt bọn chúng ở đây nhìn y chang như lúc mình gặp ở ngoài đời luôn. Và cái tên giả vờ bị sát hại đây thật sự mới chính là gương mặt của nó vào buổi tối. Nếu mọi chuyện đã vậy, lẽ nào con màu xanh lá đó sẽ tấn công vào những người trong làng sinh tố của mình và mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Mình phải mau đi cản nó lại thôi. Mọi người ở đằng kia rồi, mọi người ơi, mọi người có sao không vậy? Chính là nó, mà mày chính là cái con đã lừa tao. Và bây giờ mày đã tấn công mọi người trong làng của tao sao? Cuối cùng thì ngươi cũng đã nhận ra rồi đó hả? Nhưng mà cũng đã quá muộn rồi, bây giờ thì tới lượt mày sẽ bị tao ăn được nè. Cái gì? Nó đang lao tới chỗ bên kia. Ôi không, trời rồi, bây giờ mình phải làm sao đây? Nó đang tiến tới với một âm thanh rất là đáng sợ luôn. Làm sao để ngăn nó lại bây giờ? Ôi, thằng nhóc con biến đâu mất tiêu rồi, ra đây cho ta. Không thôi thì đừng có chết đó nha. Ôi các bạn ơi, cái con quái vật nó đang đứng trước cửa đợi mình luôn kìa. Bây giờ mình phải làm sao đây? Mọi người đang bị thương rồi, bây giờ mình không biết phải nhờ ai giúp đỡ cả. Nhưng mà các bạn hãy quan sát kỹ đi. Cái con quái vật đó, hai con mắt của nó đang nằm ở phía trên trời. Có nghĩa là con mắt của nó không hề nào nhìn được xuống mặt đất đúng không? Cho nên bây giờ mình có bò dưới đất mà đi qua hắn ta cũng không biết mình nằm ở dưới đây đúng không các bạn? Thôi được rồi, đây là cơ hội. Mình đã cầm thêm cái hộp nhạc ở đây rồi. Bây giờ tôi sẽ đặt cái hộp nhạc ở đây, sau đó mình sẽ bấm vào đây 5 lần. 1, 2, 3, 4, 5. Và được rồi, rời ra khỏi chỗ này đó. Nhanh lên, bỏ ra chỗ khác nào. Nhanh lên. Ủa, hình như ta vừa mới cảm giác có ai đứng ở đây đúng không ta? Chắc là hiểu lầm rồi. Ủa, mày đã, ở đâu ra có cái hộp nhạc gì đó? Ôi, các bạn ơi, cái con nó đã biến vào cái hộp nhạc rồi kìa. Vậy là kế hoạch của mình đã thành công rồi. Nhanh lên, bây giờ mình phải đập bể cái hộp nhạc này ra. Mình sẽ không để cho cái hộp nhạc này nằm ở gần nhà mình nữa đâu. Mình sẽ đem ra đây, mình vứt xuống sông mới được. Biến đi nào, cái hộp nhạc đáng ghét. Cuối cùng thì cũng đã phá được vụ án 64 rồi. Đúng thật sự là một ngày quá mệt mỏi của mình mà. Vậy nên nếu các bạn muốn coi video phá án tập tiếp theo, các bạn có thể click vào video kế bên nha. Còn bây giờ thì bye bye, chúc các bạn một ngày tốt lành. See ya.